chuyện là mình đã lỡ tạo ra vài lỗ hổng trên cái váy anh da của mình, nên giờ mình phải đi cắm mặt để sửa nó lại. Sắp rụng tay rồi mà mới được có một lỗ, nên là mình quyết định làm liều lần nữa. Hên là chưa có thành thảm họa nào xảy ra, mà cũng hơi quéo nên chắc liên tục. Thành quả của cuộc sống là những ngón tay. Sợi kim tuyến này giống với chân đôi nhất rõ, nhưng mà nó thiếu một xíu. Thôi kệ, cháu mày biết đâu. Công cuộc căng lắc mọi thứ lại tiếp tục. Làm gần xong mới phát hiện thôi bị chặt quá, không được đẹp mà bị lười, nên đổ ra phía sau cho khỏi ai thấy.